em học công ty thiết bị y tế bên úc, giờ thì được biến đi trong việc học tự động xuống cát từ nhập khẩu từ nhật ạ. Đây chính là hộp kiến hóa sản phẩm, hộp kiến hóa sản phẩm để chữa dạy hướng dẫn tiêu dùng. Đây là những hộp sản phẩm, sản phẩm này được cảm biến sắc đẹp ạ. Chính là tấm máy của máy tự động xuống cát. Ở đây thì tôi sẽ được nhận biết thì cách lắp đặt và sử dụng máy. Ở đây để tay để lắp cái này thì chúng ta phải tháo ba công việc ở phía sau đây. Sau đó chúng ta sẽ làm cái đế vào, chúng ta sẽ cố định mang ba cái bịch. Sau khi cố định để cái tay thì chúng ta sẽ bỏ giấy vào. Cái bò giấy vào thì chúng ta sẽ có cơ gạt ở đây, chúng ta gạt đó là bên cạnh tải sẽ có một cái cân gạt để đẩy cùng giấy đó. Sau đó chúng ta bỏ cùng giấy vào luôn đâu cùng giấy ra khe của máy, nó đóng lại như thế này là được ạ. Sau khi đã lắp cùng đỡ tay và cùng giấy, chúng ta sẽ cắm cái nguồn vào máy. Đây dây nguồn của máy. Dây nguồn của máy dạng được sáu đây. Sau khi gắn dây nguồn xong thì phía bên cạnh dây nguồn sẽ có một cái nút khởi động, đây là nút khởi động của máy. Ta nhấn vào đây. Sau khi nhận xong thì máy đã khởi động rồi. Cái màn hình chính của máy, cái màn hình chính của máy thì còn được ta bắt để khởi động và dừng, nút để bắt để bơm hơi, và có một nút màu đỏ ở đây thì chúng ta xả hơi khi chúng ta muốn dừng đó. Trên màn hình của máy sẽ hiển thị các cái thông số như là huyết áp, chúng ta đo huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu và nhịp tim. Đèn báo hướng dẫn chúng ta tư thế đó đúng. Nếu chúng ta không bỏ dậy thì đèn báo đây sẽ đỏ. Và khi có lỗi tư thế chúng ta không đúng thì máy sẽ báo lỗi đây. Khi chúng ta đang đo mà chúng ta cử động hoặc nói chuyện thì máy cũng sẽ báo đây. Sau đây tôi sẽ test máy cho quý vị xem. Tư thế đó đúng không ạ? Chụp cái tư thế đó. Lại cái gì ho chụp cái tư thế đó. Chúng ta sẽ đuổi theo cái vào trong máy và để đuổi theo cái bóng máy như thế này. Sau khi tư thế nhấn vào đúng thì chúng ta sẽ bật nút khởi động cái máy này. Bây giờ là máy đang đo ra. Lưu ý thì trong quá trình đó thì bệnh nhân nên ngồi yên và không nói chuyện. Nếu chúng bệnh nhân ngồi nói chuyện và di chuyển thì đèn báo đây sẽ báo. Đây. Sau khi đã chỉnh tư thế bệnh nhân và dặn cho bệnh nhân ngồi yên và không nói chuyện thì chúng ta sẽ bắt đầu đo lại. Bây giờ là máy đo.
Sau khi đo xong thì bên bên dưới này sẽ có một tờ giấy sẽ tự động in ra kết quả cho quý anh chị. Theo tờ giấy kết quả sẽ hiển thị là tối đa, hiển tối thiểu và nhịp tim. Là tôi vừa hướng dẫn các quý anh chị tâm lắp đặt, giới thiệu các quý anh chị về sản phẩm máy đo huyết áp tự động, và tâm lắp đặt sử dụng máy. Máy được công ty thiết bị để viết bút phân phối chính hãng. Nếu quý anh chị có gì thắc mắc về sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp về phía công ty số 97 Hải Phòng hoặc là 0905644128. Nhân viên công ty sẽ tư vấn thêm cho quý anh chị về máy tự động này. Chào quý anh chị.